Xin chào anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với kênh Kiến Hành Việt Nam của mình. Vừa rồi là mình có mua về 4 cái tanh bằng gỗ để giếng queen anh em ạ. Đấy. Cái tanh này mình mua bên Bắc Cường EDC. Hôm nay mình sẽ bỏ mấy con queen vào cái tanh này để mình giếng anh em nhé. Thì tiện thì mình sẽ làm một cái video để chia sẻ với anh em luôn. Đấy. Xin mời em cùng theo dõi video của mình nhé. Đây, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút về bốn cái tanh mà mình vừa mua về. Đấy. Đây là cái tanh bằng gỗ anh em nhé. Tanh bằng gỗ mình lật mua từ bên Bắc Cường EDC. Đấy. Nhìn rất là đẹp anh em ạ. Chất liệu gỗ rất là tốt luôn. Đó. Ở dưới này là cái bộ cấp ẩm anh em nhé. Cấp ẩm âm. Đó. Bên này là có một cái đố nhỏ để mình bơm nước vào anh em ạ. Đấy. Còn đây là cái cửa. Cái cửa để thông hơi anh em ạ. Đấy. Đây. Cái khoang này là để mình cho thức ăn các kiểu vào, cho con queen nó ăn. Còn khoang này là cái khoang chính để con queen nó ở và đẻ trứng anh em nhé. Đấy. Mình cũng chưa thử cái tanh này bao giờ. Đây là lần đầu tiên mà mình mua cái tanh giếng queen kiểu này. Mình sẽ test thử anh em nhé, để xem là nó có ổn hay không. Đấy. Thì để mà giếng queen bằng cái tanh này thì mình cũng phải chọn những con queen loài sống ở thân gỗ anh em nhé. Đấy. Còn đây là cái mấy cái đồ lạc cần thiết là mình để chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay. Đây là một cái bơm tiêm. Đấy. Mình chuẩn bị sẵn nước ở trong này để tí nữa mình sẽ bơm vào cái bộ cấp ẩm anh em nhé. Đấy. Nước này, đấy, cho một cái nhíp. Ok. Còn đây là kiến anh em nhé. Kiến nhá. Đấy. Đây. Đây là con Echino. Queen của Echino. Đấy, mình sẽ giếng queen của Echino này, xong là queen Techa. Đây, đây chính là ba con queen của bọn Echino anh em ạ. Cái bọn kiến có lông nhung ấy. Một loài kiến rất là đẹp luôn anh em nhá. Ba con queen này mình đã để trong cái lọ cũng khá là lâu rồi, tại vì mình chưa có tanh ấy. Đấy, thì mình vừa lặt cái tanh về thì hôm nay mình sẽ cho chúng vào trong cái tanh để mình giếng xem thế nào anh em nhé. Trong quá trình nhốt ở trong cái lọ này thì mình quan sát là thấy là chúng đã bắt đầu đẻ trứng rồi anh em ạ. Đã bắt đầu lẻ mấy quả trứng rồi. Đấy. Đây, đầu tiên bây giờ là mình sẽ bơm nước vào trong cái bộ cấp ẩm mọi người nhé. Đấy. Ở đây có một cái đố nhỏ này. Mình sẽ dùng bơm tiêm để mình bơm nước vào trong này. Đấy. Thật ra thì cái bộ cấp ẩm này thì sẽ phải tùy từng loại kiến anh em nhé. Những loại kiến nào mà đòi hỏi có lượng ẩm cao thì mình sẽ phải bơm nhiều một chút. Còn loại kiến nào mà không đòi hỏi độ ẩm quá cao thì mình cũng chỉ cần bơm ở mức độ vừa phải thôi. Mà cái tanh này thì mình sẽ để giếng con queen Echino. Cái bọn này nó đòi hỏi độ ẩm cũng khá là cao anh em ạ. Nên là mình sẽ bơm khá nhiều một chút. Cái bơm này kiểu như bị tắc anh em ạ, bơm hơi chậm. Đấy. Ok. Ôi, tràn xuống phía dưới luôn anh em ạ. Không sao. Mình sẽ đổ một chút. Mình bơm hơi quá anh em ạ, nên nó bị tràn ra rồi. Không sao. Đấy, ok. Như vậy là bơm xong cái phần cấp ẩm rồi. Bây giờ là mình sẽ tiến hành bỏ ba con queen này vào trong cái tanh này. Đấy. Để tiết kiệm tanh thì mình sẽ nuôi chung cả ba con queen này. Mình sẽ giếng chung ba con queen trong một cái tanh nhỏ này. Đây. Ba con queen anh em nhé. Ba con queen kiến lông nhung này. Đấy. Đây, còn đây là con queen của đoài kiến thứ hai mà mình sẽ giếng ở trong cái tanh gỗ anh em nhé.
Đấy, đây là một loài kiến khá là đẹp anh em ạ. Một loài kiến siêu hiếm luôn anh em nhá. Đấy. Loại này mình cũng chưa biết tên này nó như thế nào luôn ạ. Đây thì bắt kiến thì bao giờ mình cũng sẽ dùng đông gà thì bắt thì hạn chế tác động vật lý lên nó. Bây giờ mình sẽ bỏ con này vào trong tanh em nhé. Đấy. Bắt kiến thì mình dùng đông gà anh em ạ. Đông gà nó mềm này. Đây. Ok ok. Đây mình sẽ bỏ vào trong cái tanh này anh em nhé. Đâu đâu đâu. Đi vào đi em ơi. Đi vào đi, đi vào đi. Rồi, ok. Kiến nó đi vào trong tanh rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành đậy nắp lại. Ok. Bộ nắp rất là xịn sò luôn anh em ạ. Đây, có cái này để che để cho nó tối. Ôi, dùng tay cho nó xong luôn. Đấy. Ok, con nắp bên này thì để sáng anh em nhá. Đấy. Ok, ok. Còn một con Queen Techa nữa. Đây. Queen Techa ở trong này. Bây giờ mình sẽ bỏ nó ra. Đây mình vừa bỏ mấy con Queen vào trong tanh xong thì trời cũng đã tối mất rồi anh em ạ. Mình phải chạy vào trong nhà kho để mình bật điện lên để quay tiếp cho anh em xem. Đấy. 4 cái tanh thì mình đã dùng 3 cái rồi. Còn cái này để mình sẽ để dành dành khi nào mà bắt được con Queen thì mình sẽ giếng tiếp. Đấy, tại vì là cái kinh phí của mình cũng ít ấy. Thì đây thì ba con Queen bọn Echino thì mình sẽ nuôi chung ở bên cái tanh này. Đấy, tại vì là cái bọn này là mình bắt chung nên là nó cùng ở chung một làn ấy thì mình sẽ nuôi chung với nhau. Chứ nếu mà mình bắt mấy con một nơi thì mình sẽ không dám nhốt chung vì sợ nó cắn nhau ấy. Nhưng mà này là mình bắt ở chung một cái tổ ấy nên là mình nghĩ là nó sẽ không cắn nhau. Thì thật ra thì loài Echino ấy, cái bọn này kiến ông nhung ấy thì nó cũng rất là hiền anh em ạ. Đấy. Bắt được những cái làn mà không có Queen thì mình có thể ghép được anh em nhé. Đấy, mình đã ghép thành công mấy làn rồi. Đây. Cái tanh thứ hai thì mình sẽ dưỡng Queen Techa anh em nhé. Đấy. Queen Techa. Hiện tại thì con Queen này nó có mấy cái áo rồi. Đấy, một cái áo thì cũng sắp thành con guộc rồi đấy. Đây, còn cái tanh bên này thì mình sẽ dưỡng con Queen của cái đây. Cái loài này rất là đẹp anh em ạ, nhưng mà mình vẫn chưa biết tên. Đấy. Một loài kiến có thân với đầu thì màu len. Đấy, xong cái đít thì màu cam anh em nhé. Đấy. Mình sẽ làm một cái video về loài này sau anh em nhé. Mình sẽ quay đẹp cho anh em xem một chút. Bởi vì hôm nay cũng tối rồi. Để mình quay cái này nó không được rõ nét cho lắm. Đấy. Hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ qua vậy thôi. Đấy, hy vọng là nuôi trong cái tanh gấu này nó sẽ ổn. Toàn bộ mấy con Queen này đều là dòng kiến sống trong thân gấu hết. Này. Còn Techa, đấy, Queen Techa anh em nhá. Có 4 5 ấu. Một ấu thì sắp thành con guộc rồi. Đấy. Này. Cái này là kiến lông nhung. Đấy, khá là hay anh em ạ. Ồ, ba con mà không biết con kia nó trốn đâu rồi anh em ạ. Chắc nó chui vào trong này rồi. Thank you.
mình còn rất là nhiều kiến anh em nhé. Đấy, kiến nhìn các kiểu rất là nhiều luôn. Kho còn khá là vừa vội anh em ạ. Đây. Kho này hẳn 3-4 tầng ấy. Đấy, anh em nào mà cần kiến thì liên hệ với mình nhé. Mình có rất là nhiều loại kiến luôn, cả nhện, giết các kiểu luôn anh em nhé. Đấy, nội dung video ngày hôm nay cũng chỉ đơn giản đấy thôi anh em ạ. Đấy, mình quay chia sẻ với em mấy cái bộ tanh giếng queen bằng gỗ mà mình mua về, cũng như là mấy con queen. Đấy, anh em có ý kiến đóng góp gì thì để lại comment cho mình nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. I'm thinking about you.